Như vậy thì bà con nông dân thường là bán giá rẻ, và cái giá trị của sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng thì bà con nông dân chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cái chuỗi cung ứng. Thế thì khi mà mình lúc bà con nông dân chuyển đổi số thì thông thường là cái khó khăn là để bà con nông dân thay đổi phương thức kinh doanh, còn dập cái trở ngại về mặt tâm lý nó lắt chắc để giải quyết thì mình cần phải đồng hành làm cùng làm hộ. Sau ấy người ta thấy có hiệu quả hơn, bán được giá cao hơn, người ta sẽ đầu tư vào cho sản xuất nâng cao chất lượng, nâng cao thương hiệu cũng như thay đổi những phương thức kinh doanh. Đó chính là lý do Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương xây dựng chương trình bài bản và có hệ thống. Đó là kêu gọi sự vào cuộc đồng loạt của 6 sàn Sendor, Vỏ Sò, TK, Lazada, Postmark và Shopee nhằm hỗ trợ tối đa cho bà con nông dân thông qua gian hàng Việt trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cho biết.